Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Viettel Star TV. Như vậy là Xiaomi đã chính thức ra mắt 4 chiếc máy trong series Redmi Note 10 của hãng, bao gồm chiếc Redmi Note 10, Note 10 Pro và Note 10 Pro Max và một phiên bản mang tên là Redmi Note 10 5G với rất nhiều những nâng cấp cải tiến. Và đi kèm với đây chúng ta sẽ có một chiếc máy có ống kính 108MP siêu chất lượng. Vậy thì cụ thể đó là chiếc máy nào và những thông số khác ở trên chiếc máy đấy ra sao thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về biến thể thấp nhất, đây là chiếc Redmi Note 10. Thì về cấu hình máy sẽ được trang bị con chip là Snapdragon 678, đi kèm với đấy là một viên pin 5000mAh hỗ trợ sạc nhanh 33W. Đi kèm với đấy thì chúng ta sẽ có hai tùy chọn bộ nhớ RAM, đấy là 6 và 4GB RAM, và chúng ta sẽ có hai tùy chọn bộ nhớ trong, đấy là 64GB và 128GB ROM chuẩn chip nhớ UFS 2.2. Với mức cấu hình như vậy thì đây được cho là một phiên bản nâng cấp nhẹ của chiếc Redmi Note 9 trước đó, khi mà trước đó chiếc máy này chỉ được trang bị con chip đấy là MediaTek Helio G85. Thì chiếc Redmi Note 10 năm nay thực sự đã đem đến cho chúng ta một mức cấu hình phải nói là rất tốt. Rồi thì còn về camera thì sao? Chúng ta sẽ có đây, đấy là một cảm biến 48MP. Đây là cảm biến Sony IMX 582. Đi kèm với đấy thì chúng ta sẽ có một camera 2MP hỗ trợ chụp ảnh macro, một camera đo độ sâu trường ảnh 2MP và một ống kính góc siêu rộng 8MP. Kết hợp với đó là một ống kính 13MP hỗ trợ chụp ảnh selfie, và chúng ta sẽ có một cảm biến ánh sáng 360 độ ở trên chiếc máy này. Khi mà chúng ta xét về những cái thông số như vậy thì mình nghĩ rằng đây là một trong những chiếc máy có thông số camera vừa đủ dùng ở trong phân khúc. Nhưng từ trước đến nay thì vấn đề liên quan đến khả năng thu âm khi quay video cũng như là khả năng thu âm thực tế trên chiếc máy này thì không hề chất lượng một chút nào cả. Thế nên mong rằng ở trên chiếc Redmi Note 10 năm nay thì sẽ được cải tiến. Chính xác hơn là mình mong chờ toàn bộ lineup Redmi Note 10 năm nay phải đem đến những cải tiến để có thể cạnh tranh một cách song phẳng đối với các đối thủ khác ở trong phân khúc. Còn về thiết kế thì như anh em có thể nhìn thấy thì đây là một chiếc máy mà nó na ná giống so với chiếc Mi 10T Pro ra mắt trước đó. Mặc dù thì máy ở mặt trước thì vẫn sẽ được trang bị kiểu thiết kế màn hình đục lỗ thôi, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là máy sẽ không được tích hợp cảm biến vân tay ở bên trong màn hình mà thay vào đấy được tích hợp ở bên phía nút nguồn. Về phần module camera thì nó sẽ gần như tương đồng so với chiếc Mi 10T Pro như mình cũng vừa mới nói trước đó, khi mà chúng ta sẽ có một ống kính rất to và đi kèm với đấy chúng ta sẽ có ba ống kính khác ở góc bên dưới. Phần module camera của máy sẽ vẫn là module hình chữ nhật mà thôi, nhưng mà cái phần góc đen, đấy là góc 4 camera, thì cá nhân mình thấy rằng nó sẽ hơi xấu một chút và không biết rằng liệu nó có quá lồi hay không để ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng thực tế của chúng ta. Cụm đèn flash LED của máy sẽ được đặt ở bên phía bên cạnh của hệ thống camera. Và xét một vài tính năng khác thì chiếc máy này cũng đem đến cho chúng ta khá nhiều những nâng cấp nổi bật, khi mà máy sẽ có tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn theo tiêu chuẩn, đấy là IP53. Thế nên về cơ bản rằng thì mình nghĩ năm nay Redmi Note 10 cũng là một trong những chiếc máy rất đáng để chúng ta chú ý. Và tin mình đi, nếu như những anh em nào mà thích những chiếc máy được trang bị chip rồng thì anh em sẽ thích chiếc Redmi Note 10 hơn so với chiếc Redmi Note 10S. Về cơ bản thì đây là một chiếc Redmi Note 10 Pro ở một số thị trường khác nhau. Và khi mà chúng ta xét đến cấu hình thì chiếc máy này năm nay sẽ chỉ được trang bị con chip là MediaTek Helio G95 mà thôi. Mặc dù đúng, Helio G95 là một con chip hỗ trợ gaming tốt, nhưng theo quan điểm cá nhân của mình thì mình nghĩ rằng nếu như mà Redmi trang bị cho chiếc máy này một con chip rồng để có một GPU tốt hơn để hỗ trợ chơi game thì nó sẽ là một trong những nâng cấp đáng chú ý hơn rất nhiều. Và máy sẽ được nâng cấp từ cảm biến 48MP lên cảm biến 64MP, và đây là cảm biến Samsung ISOCELL GV3. Điểm qua về mức giá thì so với cái mức giá khởi điểm của chiếc Redmi Note 10 dao động trong khoảng đấy là 4,6 triệu đồng thì Redmi Note 10S sẽ có mức giá khởi điểm đấy là 5,3 triệu đồng và chúng ta sẽ có mức bộ nhớ khởi điểm đấy là 6GB RAM, 64GB ROM. Nó sẽ khác đôi chút so với 4GB RAM và 64GB ROM ở trên chiếc Redmi Note 10. Và khi mà chúng ta xét tổng thể với mức cấu hình như vậy thì mình nghĩ rằng với không có quá nhiều những cái thay đổi về thiết kế, chỉ có những nâng cấp nhẹ liên quan đến camera và những thay đổi liên quan đến chip và dung lượng bộ nhớ trong, thì không biết rằng anh em có cảm nhận được đấy là chiếc máy này quá đáng để cho chúng ta có thể bỏ tiền ra để nâng cấp hay không. Thay vào đấy chúng ta sẽ hướng đến một chiếc máy khác, đấy chính là chiếc Redmi Note 10 Pro. Khi mà chúng ta nói đến chiếc Redmi Note 10 Pro thì đây thực sự là một trong những chiếc máy rất ấn tượng khi chúng ta được trang bị con chip Snapdragon 732G. Đi kèm với đấy thì viên pin ở trên chiếc máy này cũng vẫn sẽ được duy trì từ trên thế hệ tiền nhiệm, đấy là 5020mAh, sạc thì đã được nâng cấp lên thành 33W, không cần phải nói quá nhiều. Về màn hình thì Redmi Note 10 Pro sẽ được trang bị một màn hình 6.67 inch, nhưng khác so với năm trước, đấy là năm nay Redmi Note 10 Pro đã được cải thiện tấm nền thành Super AMOLED, và đi kèm với đấy tần số quét của máy sẽ là 120Hz và tần số quét cảm ứng của máy sẽ là 240Hz, hỗ trợ một vài tiêu chuẩn như HDR10,
Và mức độ sáng của máy là 1200 nit. Và có một trong những lưu ý nữa, đấy là ở trong một mức giá rẻ, chúng ta đã có hỗ trợ không gian màu DCI P3 để giúp cho chúng ta có được một khả năng hiển thị nó tốt hơn rất nhiều. Về camera thì năm nay cũng là một nâng cấp rất lớn trên chiếc Redmi Note 10 Pro, và nó hoàn toàn có thể cạnh tranh trực tiếp được so với những đối thủ tới từ thương hiệu, đây là Realme hay Oppo. Chúng ta sẽ có một cảm biến chính với độ phân giải 108 megapixel, đây là cảm biến Samsung ISOCELL HM2. Tức là anh em có thể hiểu thì đây là cảm biến được trang bị ở trên chiếc Xiaomi Mi 10T Pro và được đem xuống chiếc Redmi Note 10 Pro. Thực sự rất khá giá đúng không nào? Đi kèm với đây chúng ta sẽ có một ống kính 5MP hỗ trợ chụp ảnh macro, một ống kính 8MP hỗ trợ chụp ảnh góc siêu rộng và một ống kính 2MP hỗ trợ đo độ sâu trường ảnh. Kết hợp với đó là một ống kính 16MP và tất nhiên chúng ta cũng sẽ có cảm biến ánh sáng rồi. Đi kèm với đấy thì chúng ta cũng sẽ có một vài những nâng cấp, như là chúng ta sẽ có kính cường lực Gorilla Glass và mặt sau của máy sẽ là kính nhám. Máy sẽ được trang bị tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn theo tiêu chuẩn, đấy là IP53. Và về mức dung lượng bộ nhớ thì chúng ta sẽ có hai tùy chọn bộ nhớ RAM, đấy là 6 hoặc 8GB và 64 hoặc 128GB. Với mức giá khởi điểm ở trên chiếc máy này sẽ dao động trong khoảng là 6,4 triệu đồng. Lại một nâng cấp rất đáng chú ý nữa đúng không nào, khi mà chúng ta có rất nhiều những điểm mà chúng ta có thể cân nhắc khi mà lựa chọn chiếc máy này. Khi mà chúng ta có một hệ thống camera chất lượng, chúng ta có một màn hình tần số quét cao, và tin mình đi, năm nay Redmi thực sự rất khô máu với chiếc máy này luôn. Thực sự là năm nay Redmi muốn doanh số ở trên chiếc Redmi Note 10 Pro nó cao hơn rất nhiều so với ở thời điểm trước đó với chiếc Redmi Note 9 Pro. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong 3 chiếc máy rồi. Cuối cùng, đấy là chiếc Redmi Note 10 5G. Thì chúng ta sẽ có một cấu hình như thế nào? Chúng ta sẽ có sức mạnh của con chip, đấy là MediaTek Dimensity 700 kết hợp với một viên pin 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18W. Ngay đến đây thì anh em sẽ cảm nhận ra rằng nó sẽ là một trong những điểm thụt lùi nhỏ nhỏ đúng không? Khi mà chúng ta sẽ chỉ có một viên pin 5000 mAh và chỉ là sạc nhanh 18W mà thôi. Đi kèm với đấy thì chúng ta có một màn hình với kích thước là 6.5 inch IPS LCD, và nếu như mà xét đến IPS LCD, tất nhiên là phần viền dưới của máy sẽ rất dày. Đi kèm với đấy là tần số quét màn hình, đấy là 90Hz. Và xét về hệ thống camera đi, chúng ta sẽ có một hệ thống 3 ống kính, đấy là 48, 2 và 2 megapixel và một ống kính selfie 13 megapixel. Lại một lần nữa thì chúng ta cảm nhận rằng đây là những cắt giảm được cho là rất đáng chú ý. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của mình nha, thì với một cái mức giá nó chỉ dao động trong khoảng là 4,5 triệu đồng thôi, thì đây là những thứ mà mình hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và xét về các tùy chọn bộ nhớ RAM đi, chúng ta sẽ chỉ có một tùy chọn bộ nhớ RAM duy nhất, đấy là 4GB RAM, và hai tùy chọn bộ nhớ ROM, đấy là 64 và 128GB. Và có một trong những lưu ý của mình, đấy là chiếc máy này sẽ hỗ trợ 5G kép, tức là về cơ bản nó sẽ hỗ trợ 5G ở trên rất nhiều các băng tần sóng khác nhau. Thế nên là ở trong một cái mức giá rẻ như vậy mà Redmi cũng đem đến cho chúng ta một chiếc máy hỗ trợ 5G, thì cá nhân mình thấy rằng với những cắt giảm đấy mình cho là hoàn toàn thể chấp nhận được. Vậy thì theo anh em thì ở trong lineup Redmi Note 10 năm nay anh em sẽ lựa chọn chiếc máy nào, thì đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như nhớ subscribe kênh YouTube của chúng mình. Nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.